Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Kali X Home, chương trình tập luyện tại nhà cùng Kali. Tôi là Ben Vũ và bên cạnh tôi là Black. Chúng tôi là Master Trainer về bộ môn Kickfit. Hôm nay để tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ thực hiện chuỗi bài tập tại nhà để cho các bạn cùng có thể xây dựng một cái thói quen tập luyện tại nhà và giúp nâng cao sức khỏe mỗi ngày nhé. Rồi, chương trình tập luyện hôm nay mình sẽ có 5 bài tập. Mỗi bài tập mình sẽ thực hiện 30 giây và nghỉ 30 giây. Bài tập này mình được gọi là chương trình bài tập vòng tròn. Có nghĩa là mình sẽ thực hiện theo từng 5 bài tập theo vòng tròn và thực hiện liên tục. Cứ 30 giây, nghỉ 30 giây và tiếp tục đổi sang bài tập khác. Mình sẽ làm như vậy trong vòng 2 round. Rồi, ok. Trước khi bước vào phần tập luyện, mình muốn các bạn và chúng ta hãy cùng nhau đăng ký tham gia chương trình thay đổi hình thể, cùng 20.000 người tham gia chương trình thay đổi hình thể để lập một cái kỷ lục mới, giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Và hãy đăng ký ở dưới link bên dưới livestream này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ set up thời gian. Ok, các bạn hãy set up thời gian ở trên điện thoại của mình là 30 giây. Rồi, ok. Bài tập đầu tiên của chúng ta đó là bài tập đấm 1, 2, sau đó xuống burpee và quay ngược lại. Đấm 1, 2, burpee. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện liên tục trong vòng 30 giây. Rồi, trước tiên mình sẽ hướng dẫn về kỹ thuật đấm 1-2 đòn số 1 và số 2 cho các bạn trước nhé. Rồi, trước tiên hai chân mình sẽ đứng rộng bằng vai, hai tay mình để sát vào càm. Rồi, khép hai cùi chỏ lại. Từ đây khi mà đấm số 1, mình sẽ xoay hông, xoay vai và xoay chân, đẩy đòn chắp ra ngoài, đòn tay trái ra ngoài. Sau đó mình tiếp tục kéo về và đẩy thẳng đòn tay phải ra ngoài. Rồi, về mình sẽ thực hiện 1, 2. Rồi, một lần nữa nhá. 1, 2. And xuống, chống tay, burpee, lên, về tư thế thủ. 1, 2. Liên tục, lên. Ok. Và Black sẽ thực hiện bài tập trong chuỗi bài tập hôm nay. Thì đó là bài tập đầu tiên. Bài tập thứ hai đó là lunge. Hai tay mình để ở ngay sau đầu, hoặc mình có thể để ở hông và rút gối về. Bước, 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 bước. Rồi, đó là bài tập thứ hai. Rồi, bài tập thứ ba, mình sẽ xuống, chống hai tay xuống mặt sàn, cẳng tay vuông góc như động tác hít đất. Và sau đó mình sẽ chạy rút gối xéo. Đó. Bài tập này sẽ tác động vào vùng cơ bụng. Rồi, đó là bài tập thứ ba. Rồi, bài tập thứ tư là bài tập Superman, có nghĩa là mình sẽ tập cho phần cơ lưng của mình. Rồi, mình sẽ nằm xuống, hai tay, một là để thẳng, hai mình có thể để ở trên đầu. Từ đây mình đưa mình lưng mình lên. 2, 3, 4. Rồi, và bài tập cuối cùng là plank. Rồi, giữ như vậy trong vòng 30 giây. Đó, đó là tất cả 5 bài tập của mình ngày hôm nay. Và mình sẽ thực hiện trong vòng 2 round. Sau mỗi 5 bài tập như vậy, mình sẽ nghỉ 1 phút. Rồi, rồi, bài tập đầu tiên nhé. Rồi, chuẩn bị. Bài tập thứ nhất, đấm 1, 2 và xuống burpee. Rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Các bạn nhớ phải làm liên tục.
chúng ta đừng có làm động tác quá chậm. Vì nếu như chúng ta làm quá chậm á, thì cái nhịp tim nó sẽ không đẩy được đến cái mức mà mình cần để có thể đốt mỡ. Rồi, Black hướng mặt sang đằng kia để cho các bạn có thể nhìn thấy động tác rõ hơn nhé. Rồi, ok, xong bài tập thứ nhất. Rồi, tiếp tục bài tập thứ hai, lunge. Rồi, về phần bài tập lần này mình sẽ tác động vào cơ đùi mông, nó giúp cho phần cơ đùi mông của mình tăng sức mạnh. Những bài tập như vậy sẽ có tác dụng đẩy cao nhịp tim và đốt mỡ. Khi thực hiện động tác, chúng ta nhớ giữ cho cái lưng của mình luôn thẳng. Rồi, không để cho cơ thể của mình mất thăng bằng. Ok, tiếp tục nghỉ 30 giây. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến bài chống tay và rút gối, tập cho cơ chéo bụng. Mười giây nữa nha các bạn. Rồi, are you ready? Ready. Yeah. Vào thôi. Rồi, với bài tập này nó sẽ giúp cho cơ bụng của mình săn chắc và khỏe hơn. Còn 5 giây, cố lên nào. 3, 2, cuối, 1. Rồi, tiếp theo phần cơ lưng. Bài tập Superman. Rồi, bài tập Superman này nó sẽ tác động vào phần cơ lưng dưới của mình nha các bạn. Các bạn mà bị yếu cơ lưng dưới á, sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị đau lưng dưới, vì cái lượng cơ của mình không đủ để có thể bảo vệ cái cột sống của mình. Với những hoạt động bình thường hàng ngày của mình á, khi mà mình khiêng vác đồ vật á, nếu như cái cơ lưng của mình không tốt, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là chấn thương cột sống. Năm giây. Hết giờ, ok. Và cuối cùng, để cho săn chắc toàn thân, mình sẽ tập bài plank. Khi mà mình thực hiện plank á, thì cái phần cơ bụng của mình nó sẽ tác động nhiều nhất. Rồi, 5 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn lưu ý khi mà thực hiện động tác plank, mình không để cho cái phần lưng của mình thấp xuống dưới. Tại vì khi mà mình để cái lưng của mình thấp xuống dưới như vậy á, mình sẽ bị đau cái phần cơ lưng ở phần cơ lưng dưới này. 3, 2, 1, ok. Rồi, mình đã xong một vòng đầu tiên và mình sẽ nghỉ 1 phút. Sau đó mình sẽ vào lại một chuỗi bài tập như vậy nữa. Thank you.
Rồi, chúng ta đã hết thời gian hít thở 1 phút. Rồi, tiếp tục. Vòng 2 và động tác đầu tiên. 1, 2 và burpee. 5 giây chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Khi thực hiện động tác burpee này mình không cần phải hít đất nha các bạn. Thực ra đây là một động tác nó hơi khác burpee một chút. Đó là ok. Khi mình thực hiện burpee thì lưng mình sẽ thẳng hơn một chút. Nhưng mà khi thực hiện cái động tác như Black vừa làm á, đây là một trong những cái động tác trong bộ môn MMA nó sẽ giúp chống đi cái đòn vật. Khi mà đối phương muốn xuống vật bắt hai chân của mình thì mình sẽ nhảy ra sau đè cái lưng xuống. Rồi tiếp tục lần. Các bạn nhớ khi mình xuống mình sẽ hít vào và lên thở ra. Mình sẽ làm đều như vậy. Xuống hít, lên thở, hít, thở, hít, thở. 3 giây cuối. Rồi. Chuẩn bị vào bài tập tiếp theo, bài tập thứ 3. Chống tay và chạy rút gối, xéo, cho cơ chéo hông. Những bài tập này mình có thể dễ dàng thực hiện tại nhà và không cần bất kỳ dụng cụ nào nha các bạn. Rồi, liên tục. Rồi, phần tay của mình thẳng với mặt sàn, lưng giữ thẳng. Chỉ có phần hông chuyển động. Rồi. Tiếp tục, đó là bài Superman. Tập luyện cho cơ lưng dưới. Ba mươi giây. Rồi, 5 giây vào tư thế chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, hai chân của mình sẽ giữ chạm mặt sàn. Chỉ phần lưng, phần trên của mình nổi nhấc. Mình sẽ dùng cơ lưng và cố gắng đưa cái phần trên của mình lên. Rồi, bài tập này sẽ tác động chủ yếu vào cơ lưng dưới. Rồi, và cuối cùng bài tập plank. Mười giây. Rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Lưu ý phần lưng, các bạn thấy đấy. Phần tay, phần vai, cẳng tay mình sẽ vuông góc với mặt sàn. 10 giây cuối. 5 giây, 4, 3, 2, 1, yeah, good. Thank you Master Ben. Rồi, cảm ơn Black. Các bạn có thể thấy là
thân hình Black rất là săn chắc phải không? Khi mà câu lạc bộ đóng cửa như vậy thì các master chúng tôi vẫn thường xuyên tập luyện những bài tập body weight như vậy tại nhà để có thể là giữ được một cái thân hình săn chắc và một cái sức bền thể lực tốt, không có bị để cho xuống phong độ. Các bạn nhớ hãy cùng chúng tôi tập luyện và tạo dựng thói quen tập luyện tại nhà cùng Cali X Home. Và hàng tuần chúng tôi sẽ có những cái video phát sóng ở trên YouTube và Facebook. Ngoài ra, ngoài những cái bộ môn như là Kickfit, chúng tôi còn có những bộ môn như là yoga và những bài tập về Group X. Rồi, cảm ơn các bạn. Mình là Ben và đây là Black. Rồi, chào các bạn.